Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hàng Việt Chinh Phục Người Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trong chuyên mục hôm nay, trong tiểu mục Thị trường Hàng Việt là nội dung về cửa hàng rau củ quả sạch đang được ưa chuộng của hội viên Hội Phụ Nữ huyện Vĩnh Linh. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về quá trình nỗ lực xây dựng thương hiệu sản phẩm trên lĩnh vực hóa mỹ phẩm mang tên Moonway, sự khẳng định chất lượng thông qua quá trình cạnh tranh để có chỗ đứng trên thị trường hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu về trái cây, rau củ quả sạch của người dân ngày một tăng lên, mặc dù giá cả cao hơn các loại mặt hàng bán đại trà. Tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các mặt hàng này đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ghi nhận tại cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Linh. Ổi sạch Vĩnh Hiền. Các loại rau sạch như rau khoai, bí đao Vĩnh Trung đều được chị Trần Thị Duyên, chủ cửa hàng thu mua của hội viên phụ nữ để cung cấp cho nhu cầu của người tiêu dùng. Gian hàng giới thiệu và bày bán trên 40 mặt hàng công nghiệp nông thôn, nông nghiệp sạch của địa phương như tinh bột nghệ Hồng Dung, miến Loan Hảo, bột sắn dây Vĩnh Nam, tinh dầu lạc, nước mắm Vĩnh Thái, các loại rau quả sạch, gà sạch, v.v. Mục đích của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức cái gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Vĩnh Linh là vì trong những năm qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Linh đã xây dựng được nhiều cái mô hình phát triển kinh tế, mô hình khởi nghiệp, cũng đã tổ chức nhiều cái hội nghị để kết nối giới thiệu quảng bá cái sản phẩm của các mô hình làm ra. Tuy nhiên cái sản phẩm của hội viên phụ nữ và những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương làm ra thì nhiều, chất lượng cũng đảm bảo nhưng cái sự tiêu thụ của bà con cũng vẫn đang còn ít và cái mức độ cái tiêu thụ chưa rộng rãi. Chính vì vậy để thực hiện cái tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Linh tổ chức xây dựng một cái gian hàng giới thiệu trưng bày sản phẩm nông sản sạch của hội viên phụ nữ và những cái sản phẩm đặc trưng của huyện Vĩnh Linh. Đây đều là các sản phẩm do chính các hội viên phụ nữ trên địa bàn sản xuất đã đăng ký nhãn mác, đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đã có thương hiệu, uy tín trên thị trường. Gian hàng được đặt tại địa chỉ chợ Hồ Xá 2, huyện Vĩnh Linh. Để cho cái gian hàng trưng bày sản phẩm đạt cái hiệu quả thì trước hết Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ là thực hiện tốt cái hoạt động khởi nghiệp, xây dựng các cái mô hình và tuyên truyền vận động hội viên là phải là sản xuất, chế biến những cái sản phẩm phải đảm bảo an toàn, chất lượng và cũng là tăng cường các cái sản phẩm mà đã có cái chất lượng được nhân dân tiêu thụ thì phải là xây dựng cái thương hiệu nhãn mác. Thứ hai nữa là sẽ tổ chức nhiều cái hội nghị để kết nối tiêu thụ sản phẩm hơn nữa để mục đích là cái những cái sản phẩm của hội viên phụ nữ và những cái sản phẩm đặc trưng của huyện là đưa về gian hàng và để kết nối ra những cái gian hàng trong và ngoài tỉnh. Đây là gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp sạch thứ hai trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được đưa vào hoạt động. Thông qua gian hàng, góp phần khuyến khích sự phát triển của các mô hình sản xuất công nghiệp nông thôn, nông nghiệp sạch trên địa bàn, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch của người dân. Đồng thời, giới thiệu quảng bá sâu rộng các mặt hàng tiêu biểu của địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài khu vực. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông con ở thôn Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Thời gian cứ trôi qua, tuổi thơ của chị Lê Hồng Trang cũng đã làm quen với việc buôn bán. Dần dần, chị đầu tư kinh doanh hàng tạp hóa với các mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu ở thị trường Lào. Trong số hàng hóa, chị thường xuất nhập khẩu các sản phẩm chất tẩy rửa được người tiêu dùng đặt mua nhiều nhất. Với suy nghĩ làm thế nào vừa giảm được chi phí nhập hàng, vừa có những sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho con người và bảo vệ môi trường. Từ suy nghĩ đến hành động, chị Trang đã mạnh dạn học hỏi và cho ra đời sản phẩm dòng hỏa mỹ phẩm mang thương hiệu Moonway hiện đang có mặt trên thị trường và được người tiêu dùng lựa chọn. Xác định được lợi thế của địa phương Quảng Trị với diện tích đất đỏ phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu. Năm 2017,
hơn 100 hecta cây xả chanh, xả Java đã được trồng ở xã Linh Hải, huyện Gio Linh để cung cấp nguồn tinh dầu trong chế biến các sản phẩm phục vụ cho tẩy rửa an toàn mà chị Lê Hồng Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Nhật Vinh thực hiện. Qua quá trình học hỏi, nghiên cứu, chị Lê Hồng Giang khẳng định để sản xuất mặt hàng hóa mỹ phẩm tạo ra các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường thì nguồn nguyên liệu từ cây dược liệu đóng vai trò quan trọng nhất. Đến nay, với diện tích cây xả tăng lên gần 300 hectare cho thu hoạch quanh năm với tinh lượng dầu gần 6 tấn trên mỗi mùa thu hoạch đã mang lại nguồn cung ổn định cho quá trình sản xuất, một phần tạo thu nhập cho người dân ở địa phương. Đây là một trong những cái điều kiện mà thuận lợi nhất trong cái quá trình mà liên doanh liên kết với một đơn vị và có cái nhà máy vừa chế biến ra sản phẩm trên địa bàn. Thì đây là một bước tạo điều kiện thuận lợi cho cái hộ gia đình sản xuất và người lao động. Vấn đề tiêu thụ thì như vậy là cái chi phí để mà vận chuyển đến nơi đầu ra đầu vào, đấy là một là giảm bớt cái chi phí cho hộ gia đình, thì như vậy là được tăng thêm cái nguồn thu nhập lớn cho từng gia đình. Thời gian qua, để cho ra đời hơn 70 mặt hàng ở ba dòng hữu cơ, thiên nhiên, hóa mỹ phẩm, chị Lê Hồng Giang đã dành nhiều thời gian tìm hiểu trên Internet, sách báo về các điều kiện phục vụ sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa an toàn. Sau đó, chị có 2 năm chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất, tìm hiểu thị trường, mời kỹ sư, chuyên gia trong nước về Đông Hà khảo sát, đánh giá nhu cầu, tình hình thực tế xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa an toàn, thiết kế, mẫu chai, nhãn mác, bao bì, hoàn thành các thủ tục pháp lý sản xuất và lắp đặt trong thiết bị hiện đại, nhập hương liệu, nguyên liệu hóa mỹ phẩm ở nước ngoài và một số địa phương trong nước để cho ra đời các sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng và có chỗ đứng trên thị trường. Từ ngày thành lập công ty, chúng tôi luôn mơ ước là mình có một nhà máy tại tỉnh Quảng Trị, và đất Quảng Trị, đất đỏ là phù hợp với cây dược liệu chiết xuất tinh dầu lớn. Hiện nay công ty chúng tôi là có đất và nguyên liệu tại quê hương và những nhà máy chiết xuất ra tinh dầu để sản xuất ra những dòng hóa mỹ phẩm, những dòng tinh dầu thiên nhiên và những dòng hữu cơ. Đầu năm 2018, công ty Thái Nhật Vinh bắt đầu sản xuất các loại sản phẩm như nước giặt, nước rửa chén, lau sàn nhà, xịt kính đa năng và tinh dầu xả mang thương hiệu Moonway. Thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng trên thị trường Quảng Trị, các tỉnh miền Trung và một số tỉnh của nước bạn Lào tin dùng các sản phẩm tẩy rửa an toàn như nước giặt, nước rửa chén, lau sàn nhà, xịt kính đa năng và tinh dầu xả mang thương hiệu Moonway của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thái Nhật Vinh đóng tại số 152 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà. Đây là các sản phẩm được chiết xuất chủ yếu từ nguyên liệu là cây xả nên đảm bảo sức khỏe cho con người và môi trường. Hiện nay công ty của chị Giang tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân từ 3,5 đến 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Tôi làm việc ở đây là trên 2 năm và môi trường làm việc ở đây rất là thân thiện. Tôi được tiếp xúc với rất là nhiều cái sản phẩm mới mang tính đặc trưng của tỉnh Quảng Trị mình. Ở đây thì tôi được trả lương với mức đảm bảo thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh mặt hàng hóa mỹ phẩm, vấn đề cạnh tranh là không thể tránh khỏi, thậm chí là cạnh tranh gay gắt. Do đó, việc khẳng định chất lượng, uy tín và từng bước xây dựng thương hiệu để có chỗ đứng trên thị trường. Ngay sau khi các sản phẩm ra đời, chị Giang đã trực tiếp cùng nhân viên của công ty đi chào hàng đến tất cả các địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh, các tỉnh miền Trung và thị trường Lào. Cho đến thời điểm này, sản phẩm mang thương hiệu Moonway đã có mặt trên 50 tỉnh thành trên cả nước và xuất khẩu sang các nước láng giềng. Điều này khẳng định được chỗ đứng của dòng sản phẩm này trên thị trường. Cũng trong năm nay, các sản phẩm của công ty tham gia trưng bày tại hội chợ nhu cầu xuyên Á được khách trong và ngoài nước đánh giá cao, hài lòng về mẫu mã, chất lượng và giá cả. Bên cạnh đó, chị Lê Hồng Giang phối hợp với Sở Công Thương tham gia các hội nghị ký kết cung cầu trên toàn quốc. Được Sở Công Thương tỉnh nhà mời hội chợ xuyên, và sau đó Sở Công Thương đưa sản phẩm chúng tôi đi hội chợ ký kết nối cung cầu trên toàn quốc cả nước,
và sau đó là Sở Công Thương giới thiệu cho đi các chợ và các tỉnh lân cận. Từ đó chúng tôi phát triển thị trường mình lớn và hiện nay người tiêu dùng là tin dùng của sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi chắc chắn là sản phẩm được khách hàng tiêu dùng. Vậy nên thị trường chúng tôi đã có hơn 50 tỉnh trên toàn quốc. Với những chiến lược trong sản xuất kinh doanh kết hợp với lợi thế cạnh tranh từ vùng nguyên liệu cùng với quy trình sản xuất cho ra đời các dòng sản phẩm mới thân thiện với môi trường, các mặt hàng mang thương hiệu Moonway đã và đang khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn là tiếp tục đón nhận sự tin tưởng của người tiêu dùng. Chuyên mục Hàng Việt chinh phục nghề Việt đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.